Xin chào, lại là mình đây. Mình là vườn cây giống hải đăng. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm được làm từ các chất hữu cơ sinh học. Đấy là phân bón lá, hữu cơ rong biển và chế phẩm sinh học đậu tương lên men. Thì về sản phẩm đầu tiên, sản phẩm được làm từ đậu tương lên men và các chất phụ gia hữu cơ đi kèm. Chế phẩm thì an toàn, không độc hại, thân thiện với môi trường, chuyên dùng cho hoa và cây kiểm. Lọ 250ml, công dụng là kích ra hoa mạnh, tăng độ bền và sắc thắm cho hoa, giúp cây tăng sức đề kháng, chống lại sâu bệnh hại và yếu tố ngoại cảnh, cải tạo và tăng cường dinh dưỡng cho đất, giúp cải tạo đất, đất trồng tơi xốp, tăng khả năng thoát nước, không bị bạc màu và biến tính như dùng các loại phân bón hóa học khác. Loại này thì giúp cây trồng phát triển dễ, chồi, mầm để nhiều nhánh, rút ngắn thời kỳ phát triển của cây con. Về cách dùng và liều lượng thì trên vỏ hộp có ghi rất là rõ hướng dẫn chi tiết cho từng loại cây, như là cây con này, cây hoa kiểng và cây rau. Chúng ta đọc kỹ, hướng dẫn và làm theo. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngay trong clip ngày hôm nay là một sản phẩm được làm từ công nghệ Canada, có tên là phân bón lá hữu cơ khoáng và chiết xuất từ 95% là rong biển tươi. Thì một hộp này thì gồm có 10 gói, mỗi gói là nặng 10g, dùng cho cây ăn trái, cây công nghiệp, các loại rau hoa lúa, hoặc là dùng xử lý hạt giống, nhúng rễ. Thì công dụng của nó là kích ra hoa, dưỡng hoa, trái non, tăng khả năng đậu quả và tăng sức đề kháng cho bộ rễ. Đâm chồi, phát đọt, kích cây ra lá, dưỡng lá xanh và dày. Về cách sử dụng thì ở trên cái hộp này nó cũng ghi rất là rõ. Đây là mình chỉ cần cứ theo tỷ lệ rồi pha theo thôi. Thì ngoài hai sản phẩm trên thì vườn nhà mình còn cung cấp rất là nhiều phân bón và chế phẩm khác cho cây. Ngoài ra thì còn vườn bên mình còn cung cấp từ A đến Z các vật liệu làm vườn, hạt giống, chậu, rất là nhiều thứ. Thì các bạn có thể trực tiếp đến cửa hàng tại ngách 68/45, ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, hoặc inbox Zalo qua số điện thoại 0968741390. Vườn cây giống hải đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.